Từ giấc mơ thuở ban đầu, mỗi ý tưởng kinh doanh là một nguồn cảm hứng bất tận để người doanh nhân theo đuổi niềm đam mê ấp ủ. Như đứa trẻ tràn đầy hứng khởi bên cánh diều tuổi thơ, với những giấc mơ được nuôi dưỡng chờ ngày vươn xa. Ẩn sau đó là câu chuyện về những hoài bão, khát vọng bay cao, bay xa của người Việt, của thương hiệu Việt, của sản phẩm Việt từ xưa đến nay, dọc trên dải đất hình chữ S.